Thưa quý vị, suất cơm trị giá 20.000 đồng nhưng chỉ có ít đậu phụ và cá viên chiên như quý vị đang thấy đây ạ. Chất lượng bữa ăn chưa đảm bảo cho sự phát triển thể chất của học sinh. Đây là phản ánh của nhiều phụ huynh có con đang theo học tại trường tiểu học Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Theo phụ huynh học sinh, bữa ăn của khối 1 cách đây vài ngày chỉ có 4 miếng đậu phụ rán, 5 viên chả tròn dạng đông lạnh, rau xào và canh. Đại diện ban phụ huynh nhà trường đã đi kiểm tra ngay sau đó, phát hiện dầu ăn không rõ nguồn gốc đựng trong các chai nước khoáng. Trước đó thì phụ huynh cũng phản ánh gạo có mọt, nghi do để lâu ngày. Nhà trường đã đổi nhà bếp nhưng chất lượng bữa ăn không cải thiện. Theo phụ huynh, bữa ăn của các con không đảm bảo dinh dưỡng, không tương xứng với số tiền đóng góp. Được biết, trường có tất cả 757 suất ăn bán trú, trong đó có 12 suất của giáo viên. Đây là năm học đầu tiên trường tiểu học Đức Thắng đón học sinh vào học với 200 học sinh khối 1 trong tổng số 900 học sinh. Vâng, và ngay trong sáng nay thì các phụ huynh đã đến trường tiểu học Đức Thắng đề nghị nhà trường làm rõ các vấn đề còn tồn tại liên quan đến bữa ăn của học sinh. Cuộc họp đã diễn ra cách đây khoảng 30 phút và tôi đang thấy là phóng viên Đình Quân của chúng tôi cũng đã có mặt tại nhà ăn của các học sinh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với anh Đình Quân. Anh Đình Quân, tôi được biết là cách đây ít phút thì các bé cũng vừa có bữa ăn trưa đúng không ạ? Vậy thì theo cảm quan của anh thì anh thấy bữa ăn của các bé như thế nào ạ? Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Xin chào chị Hương. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại bữa phòng ăn của các em học sinh trường tiểu học Đức Thắng thuộc quận Bắc Từ Liêm. Như quý vị có thể thấy thì bữa ăn ngày hôm nay sau khi có phản ánh của phụ huynh thì đã đầy đặn hơn rất là nhiều. Bữa ăn ngày hôm nay phải có thịt bò với cả hầm với cả củ, rau củ, đậu phụ rán, miến xào với cả rau củ và kèm theo một bát canh rau cải. Thì theo như cảm quan của tôi thấy thì suất ăn này với một học sinh lớp 1 thì có vẻ là rất đầy đủ và cũng rất là nhiều và sẽ phù hợp với cả một học sinh lớp 5 hơn, bởi vì khối lượng ở đây cũng khá là đầy đủ và nhìn cảm quan thì cũng có vẻ là đã ổn hơn trước. Vâng, vậy thì còn trước những bức xúc của các phụ huynh thì nhà trường đã phản hồi như thế nào vậy anh? Vâng, ngay sáng nay thì rất đông các vị phụ huynh đã tập trung ở cổng trường để yêu cầu nhà trường làm rõ về vấn đề thực phẩm tại nhà trường. Thì nhà trường cũng đã có một buổi họp cùng với cả Ủy ban Nhân dân, Y tế phường và đại diện của ban phụ huynh cũng như là đơn vị cung cấp thực phẩm. Thì theo như đại diện của nhà trường chia sẻ thì bức ảnh bữa ăn ngày hôm đó của phụ huynh có chia sẻ lên mạng xã hội đã chưa phản ánh hoàn toàn chính xác cái suất ăn của ngày hôm đó. Bởi vì theo ngày hôm đó thì cá viên chiên thì các con có thể lấy thêm nếu như mà yêu cầu với cả giáo viên. Và ngoài ra thì các con còn có thêm một bát canh ngao nữa cũng theo nhà trường là đầy đủ dinh dưỡng. Còn về các đồ ăn cũng như là nguyên liệu thì chưa có nguồn gốc xuất xứ thì ngay sau đó thì nhà trường cũng đã cung cấp được những cái hóa đơn. Ví dụ như cá viên chiên thì được nhập từ Metro, hay như can dầu ăn thì cũng là mua từ những cái can lớn 25 cân, sau đó san ra các chai nhỏ hơn là các chai nước khoáng ở trong các vỏ chai nước khoáng và sau đó là nấu cho các con ăn. Thì theo như nhà trường thì trong thời gian tới, do nhà trường mới được thành lập một năm thôi nên các khâu phối hợp với nhau còn chưa được nhuần nhuyễn. Thế nhưng trong thời gian tới thì trường sẽ cập nhật thêm cả phần mềm sắp xếp bữa ăn bán trú để cho các phụ huynh có thể theo dõi tốt hơn cái bữa ăn của các con. Vâng, xin được cảm ơn anh Đình Quân.